Mời các bạn nên tiếp tục quay trở lại với sân vui chơi của xe. Cứ xong mỗi vụ có bàn lại tiếp tục với những kèo đây cả nhà. Ok chị. Đang hay xong dịch xe đây để chị cái đây đỡ được cầm. Nhung đội mũ bảo hiểm vào xong vào sân có vũ. Rồi ông nào đây? Xe ông nào đây? Phạt 50.000 cho chị. Vào đây là con khóa cổ làm gì? Đấy, chị đã bỏ ai cứ đặt xe ở cái chỗ cái cây cao này là phải nộp 50.000. Nhé, thu luôn. Thu luôn. Này, xe ông nào đây? Khóa cổ đây, dốc dốc. Khênh khênh. Cẩn thận vào chân em này, cái chân trống kìa. Đạp cái chân trống này nó. Ồ, đá mày. Thế là không ra nhỉ. Em này cứ về đi. Nghe đấy rồi. Cứ nói tôi ăn em sợ đi. Hùng ơi, Hùng ơi. Các phóng viên của chúng tôi rất đông. Này, Trang có cái bút nhà đấy. Trang đây nào đây? Trang, Trang nhà tớ. Tốt người chúng ta, số người chúng ta. 20 cốc trà sữa. 35.000 một cốc. Chị ai thua? Người ấy trả tiền. Em mua loại 50.000 một cốc. Ôi, ăn kiêm tươi 25.000 được. Khổ quá. Cái đấy đây. Này. Tức vậy nhá. Thằng nào? Này. Tôi để em gọi cho. Ai gọi cho tôi trả tiền đấy? Rồi đó. Báo cáo với chị là bên là bên này là Hồng Huê. Chơi làm sao? Đồng Hồng hết đấy. Đọc đẹp mà. Bên kia là ba ông Thực Đương và Nam. Chân đầu, chân đầu. Chân rồi. Chân ơi. À chà, bố trí à. Happy birthday gốc cao. Đây là khó chủ nhiệm. Kiếm huấn luyện viên của chúng tôi đang ngồi cổ vũ. Một nhát mà hai. Ủa rồi quan ơi. Ê, ủa anh ơi. Chú Bạch. Ở kia Hùng đang quay trực tiếp. Hùng đang quay trực tiếp. Không, à không quay trực tiếp à? Ôi trời chết rồi. Đường ơi. Đó rồi. Ôi trời ơi, Văn Quân. Ôi trời ơi. Mùi với Trang đứng lên trên hè. Cô Mùi ơi, mang bảng điểm ra. Quay kiếc đàng hoàng cho nó rộn ràng lên thế nào. Ăn điểm. Trong thân. Happy birthday gốc cao. Ba rồi. Ba
điểm, bán điểm. Đỡ cãi nhau. Đừng đuổi ngay, đừng đuổi ngay. Cứ bình tĩnh bắt vào đã. Trời ơi. Chết rồi. Chết. Cứ bình tĩnh. 53. 53. Bắt bình tĩnh lên đây trong bước 2 đổ. Đổ đó, dừng nó được. Người đến mấy này. Ra đây cho cô ngồi cái yên cái. Lấy ghế, bỏ nó nào bê cho đi ghế ra. Rồi, rồi, cứ bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Đúng rồi. Cứ bình tĩnh, đừng đổ vội. Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh. Đâu được nóng vội. Nóng vội là đại kỵ. Đấy, và Mai sang bắt đầu cười hứa 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 đấy. Mai quay chưa? Chết rồi. Rồi, chết rồi. Ba này cho đừng tăng, hôm nay không cẩn thận là thua thì thơ đấy. Không được nóng vội, huấn luyện viên mà không được nóng vội. Không được nóng vội. Uống cái gì? Nóng vội là bố mới đi ngủ đấy. Nhanh lên về đấy. Chị uống trà đào cam xả. Đừng sang ngay, đừng sang ngay. 7 năm đi về đô quê. Đề nghị các vận động viên ở bên ngoài không được nóng vội. Đổ thấp thôi. Đệm thấp thôi. Đệm sang thấp thôi. Thấp. Đừng đợt đệm cao, cao nộ lắm. Nghiêng tay tí. Đúng rồi. Cứ phình phình tí rồi. Trong rồi, 9 năm. Đổ thấp thôi. Đừng đổ cao làm gì, không có an toàn. Nghiêng tay một tí. Nghiêng tay vào. Rồi, đấy. Nghiêng tay một tí. Nghiêng tay một tí. Rồi, đừng đổ cao. Cứ bắt lên bình thường, đừng đổ sang ngay. Cứ bắt lên. Thua hoài thật. Cứ nghiêng tay vào, đừng đổ thẳng ngay. Thẳng quá rồi đấy. Phát đừng phát thẳng. Phát nghiêng tay vào. Nếu mà nhọc quá thì hội ý. Được quyền hội ý đấy. Được quyền hội ý đấy, thoải mái. Cứ bắt lên bình thường, bắt lên. Cứ bắt lên đã. Đừng đổ ngay, bắt lên. Bắt lên. 12 7. Em bắt lại mình nhìn thấy tí em đẹp sao không đẹp được. Em cao lên nhưng mà bắt bước bước nữa xong không có thể là 2 bát luôn. Mệt lắm. À, bên này 12 rồi hứ. Ai thầy quay rồi. 12 7. Ba thầy cho đừng tăng, nay là thua. Sao cái màn hình của mình nay tối rồi nhỉ? Mà đang mình không để điện sáng. Điện nó tối. Ở nhà đang chứng kiến một trận kèo, một bên là nữ tướng Hồng Huê và một bên là ba thầy trò Đường Tăng. Huấn luyện viên Thí Mùi này là không nói câu gì nữa. Đấy, bắt đầu nói đấy, bắt đầu đấy. Mùi sang kia chỉ đạo đi. Thí Mùi mọi hôm chỉ đạo kinh thế mà hôm nay thế. Mày im lắm luôn. Thí Mùi ơi, nói đi nào. Điều hành bao nhiêu trận rồi mà nay này không biết nói câu gì. Anh ơi! Trong sân. Hội ý thôi. Hội ý. Hội ý là bỏ hội ý mà được quyền hội ý. Mỗi hiệp phải 2 lần. Ây giời! Trời ơi. Ông thường vỗ tay. Vỗ tóc rồi. Đấy, mình mang chân bọn kia.
để mình mang cho nó kia vuốt lên này em. Ôi da, chết rồi, cái không cần chết nữa rồi. Không được chủ quan, không được chủ quan. Không được chủ quan. Anh thử mấy buồn đi. Vậy ngồi ra. Không được chủ quan. Ai dạy mà đi. Anh nhau. Rồi, không được chủ quan. 11, 15. Kẹo của chúng tôi là bên này là hồng hê, đấy. Còn bên kia là ba thầy trò đừng tăng trí được sang chân đầu. Chân đầu. Chân đầu. Chân đầu. Được rồi. 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 Cứ ông thực đổ vào đầu, đổ đúng đầu được cho anh. Đổ nhẹ được, cứ đổ đầu được. Còn quay lòng phải xuống không? Cứ đổ thực quậy lên. Cứ ông thực, cứ nhẹ chặt đứa ông thực. Đấy, à, được đây. Em ơi, cứ phát ra ông thực cho anh. Cứ ông thực quậy. Kiểu gì cũng được. Đúng rồi, được rồi. Được rồi, đổ thực, cứ ông thực quá. Đổ nhẹ thực cũng được. Cứ đổ nhẹ ông thực. Cứ đổ ông thực mà đó. Cứ đổ ông thực. Cứ ông thực. Cứ ông cho bà. Được, đúng rồi, đúng rồi. Á, trời ơi. Trời ơi, trời cứ nhẹ ông thực quá nhanh. Đổ nhẹ thôi. Qua đầu một tí. Qua đầu thì một tí cho anh. Anh cứ đứng kia đấy nhỉ? Ừ, cứ được, qua đầu một tí được. Không cần phát phát gì đâu. Xóa cái này khoanh như cùng cái phòng cho ăn. Ừ, được rồi. Rồi. Được rồi, có đây ra nào. Ông thực, ông thực. Cứ ông thực. Ông cứ cần ông thực thôi. À, chết thật rồi. Rồi, cứ được rồi. 38. Thắng hết chắc rồi. Thắng hết rồi. Thắng hết rồi. À, 3 xét rồi. Cứ được, ông thực là quá. 3 xét rồi. Là được. 3 xét rồi. Xét này nó nuôi vịt đấy. Đấy. Ăn rồi. Ăn rồi, ăn rồi. Cụ đá ra đây. Cứ thế quại. Quả này là được. Quại đâu được. Chết rồi. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi, đúng rồi. Rồi, tiếp tiếp tục vào nữa. Đúng rồi, tiếp vào nữa. Tiếp tục. 15, 18. Ăn rồi. Hội ý rồi, hội ý. Của. Hội ý kỹ thuật. Về đây đi. Không được ngủ cho em nhờ vào. Hùng ơi, mày có cổ vũ đấy. Vừa thua đến đây bình đấy. Bình tĩnh rồi, bình tĩnh rồi. Bình tĩnh rồi. Đừng đổ sâu, đừng đổ sâu. Cứ nông này. Này ơi. Chỉ được quá rồi. Đấy. Ăn máy thôi. Đó, à? Ăn máy thôi, không ấy đâu. Nhưng ăn máy thôi. Đến nước cho vận động viên đi. Là cốc rượu đi. Ê, xe kha để anh đánh rồi xếp vào ai cho đánh nhá. Thay đường mà đừng thay luôn. Được thay mà. Rồi. Lục như trên này mấy kia được ăn. Ngoài à? Ôi
tháng rồi chứ. Có em rồi. Em ơi. Vô đây. Ăn rồi. Không ngoài. Và đi không ngoài. Đúng rồi. Không ngoài thế nào. Mời chú đến gãy đũa gãy bát mà chú đến. Đây câu lạc bộ chén bát thì chả thấy bảo gì cả. Này nhìn ra đây rồi nói. Mày đấy. Ôi trời. Ôi trời. Đẹp một quần ba tay cho anh Hưng Tăng này. Chân đầu. Con này em bé ơi. Cái quần này. Mất sao ngay. Ngoài quá. Ông thứ 22, 21. Bắt nhiều ơi. Bắt quả nào hiếm cả đấy. Không. Không có tao thì thua ấy nhỉ. Trong. Quang phát bước vào đây chân nhé. Trong. 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 Thiếu phát thì đâu được kinh cả.
đừng lùi rút. Bắt đầu. À, Trần Thiếu và ba thầy trò đứng tăng. Dẻo lắm á. Thiếu dẻo lắm. Một không như vậy. Chưa chưa em ơi, chưa. Đang khởi động. Bắt đầu chưa? Quay đâu? Nãy có quay mà. Ai hai hai hai. Có đẹp, có đẹp. Hay lắm, chân nó dẻo lắm. Ôi, quá. Một không. Một không nghiêng về chủ phân. Càng đây thì nhìn thấy là nhiều phân đá. Nhọc rồi, nhọc. Chạy đi. Không được bàn nữa đâu. Không đấy. Vẫn đã. Vẫn đi. Ngoài, ngoài sao rồi? Không ngoài. Hay quá nhỉ. Trong. Đi dài vào. Nhọc đấy nhỉ. Chạy đi ui. 3-0. Chưa gì mà. Này có đèn rồi. Hoài. Không ngoài được. Hay quá. Ăn rồi. Đúng vạch luôn. Vẫn còn nốt. Thiếu cho tao quá nha. Ơi, 2-1, 2-3. Chết rồi, ngoài đâu. Chạy đi. Hay.
Ấy. Được rồi, chân trong vạch là được. Chân trong vạch là được rồi. Chân trong vạch. Không, với đứng y thế. Thế là được rồi. Được rồi, được rồi. Look.
Đấy. Đấy. Quá đà rồi. Yeah.
được. Mua phát anh ơi. Ba thầy trò đừng tăng. Chung kết cả nhà nha. Một không. Tài đâu rồi? Tài đi đổi nước. Tài đi đổi nước. Nông đặt đè lớn đi nông ơi. Trọng tài cứ bắt công bằng, không phải thiên vị cho ai cả. Rồi đúng rồi, chơi công bằng. Vẫn công bằng đấy, yên tâm. Chú đã bắt đầu cởi áo. Tôi đánh ông Truyền này cởi áo có khi là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ai không? Chưa có gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dừng rồi. Đi này. Có căng chưa?
Xong chưa? Em đi phát trà đứng lên trên sân nhá. Trên hè, trên hè. Anh đi. Ôi, đứng lên hiên đi. Thank you.
Ui giấy. Chỗ này kinh kém thế. Mệt rồi. Tí nữa có đội nào kéo nó không thì ra lốp. Đánh em sáng mai đi. Ngày sinh nhật nhỉ? Hết 12 giờ đêm rồi. Ngoài. Ai chịu rồi, ngoài rồi. Thấy vậy. Đi. Wow. Đấy là đẹp hết nơi rồi. Để ra cái đấy thì cả nhà nhá. Đấy, còn xe tôi là thế các bạn. Cứ ăn cỏ xong lại kẹo. Mấy giờ rồi? Phán khoa học một tí nhưng mà thế các cầu thủ mới đã. Chào cả nhà nhá.